Nong Que, 21 tuổi, và Phon, 61 tuổi, là cặp đôi nổi tiếng với cư dân mạng Thái Lan. Chuyện tình yêu lệch 40 tuổi của cả hai từng gây bão khắp mạng xã hội xứ sở Chùa Vàng. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, cả hai vẫn công khai xuất hiện bên nhau hết sức ngọt ngào. Được biết, hai người quen qua mạng TikTok, sau đó gặp mặt ngoài đời và chính thức trở thành cặp đôi. Vượt qua khoảng cách tuổi tác, bất chấp những lời dè bỉu, đàm tiếu của mọi người xung quanh, Nong Que và Phon vẫn quyết cùng nhau vun đắp mối quan hệ. Trên mạng xã hội, Phon và Nong Que liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, nói chuyện, quan tâm lẫn nhau. Chuyện tình của cặp đôi nhận được hàng triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội. Thậm chí, một nhãn hàng còn ký độc quyền quảng cáo với Phon, Nong Que. Vào ngày Valentine năm trước, Nong Que đã gửi đến bạn gái những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 3 năm bên nhau. Chàng trai 21 tuổi viết trên trang cá nhân, bước sang năm thứ 3 bên nhau, cả hai đang cố gắng điều chỉnh mọi thứ, ít tranh cãi hơn. Anh không biết tương lai ra sao nhưng ước rằng mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt của em là đủ. Valentine vui vẻ nhé!